Vì sao chúng ta không có được những thứ chúng ta muốn? Bởi vì chúng ta thường hay sao cũng được mà không có nhất định phải được. Sao cũng được và nhất định phải được là hai trường phái khác nhau. Rồi, mục tiêu. Bạn phải có một mục tiêu cụ thể. Viết xuống chưa cả nhà? Một mục tiêu cụ thể thì nó sẽ cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Có một mục tiêu. Và cái số 2 đó là gì ạ? Tôi gọi nó là cái gì cả nhà, nghe được không? Đọc được không ạ? Đọc to nào, 2, 3. Rồi, 2, 3. Rồi, nghiêm túc theo đuổi. Tức là làm một cách nghiêm túc, chứ không làm một cách hời hợt. Có cũng được, không có cũng được. Vì sao chúng ta không có được những thứ chúng ta muốn? Bởi vì chúng ta thường hay sao cũng được mà không có nhất định phải được. Sao cũng được và nhất định phải được là hai trường phái khác nhau. Chuẩn chưa? Sao cũng được. Cái nhà sao cũng được đến cuối cùng là cái nhà bé, xấu, bẩn, lộn xộn, mất vệ sinh, cãi lộn suốt ngày. Có không? Nhưng cái nhà là nhất định phải có. Nhà to, nhà đẹp, hàng tỷ đồng, trong thì thế nào ạ? Nội thất sạch sẽ, hiện đại, đắt tiền. Nó khác nhau không cả nhà? Nhất định phải được nó khác với là sao cũng được. Thế cho nên chồng hỏi là muốn ăn gì thì đừng ăn sao cũng được nhé. Là ăn mì tôm luôn đấy. Mà nó phải có đây anh menu đây, đấy, địa chỉ đây. Thế là hai vợ chồng dắt nhau đến tận chỗ, tận nơi đúng không? Nếu phụ nữ thì thường đòi đàn ông phải tự hiểu ý mình. Chuẩn chưa? Thế mới có cái cuốn sách ấy. Những gì đàn ông hiểu về phụ nữ dạy như này. Nhưng lật ra cái tất cả bên trong đều trống không luôn. Tức là chả hiểu gì cả. Có mỗi trang bìa có chữ thôi, còn tất cả các trang còn lại trống không. Chả hiểu gì phụ nữ. Thế cho nên phụ nữ mà sao cũng được là ôi giời, nó có thể là Cà Mau, nó cũng có thể là Lạng Sơn ấy. Mai đi du lịch ở đâu em nhỉ? Sao cũng được. Đúng không ạ? Đi đến chỗ nào cũng bảo không được rồi, không được rồi, không được. Phức tạp lắm. Đấy, cho nên là cần gì là cứ phải gọi là đặt hàng cụ thể. Đặt hàng một cách cụ thể. Đúng không? Thì đỡ cãi nhau. Nhưng mình cứ thích các anh cứ phải đoán, anh không đoán được đâu. Không bao giờ đoán được. Phải không các anh? Mấy ông không dám nói luôn. Mới nói vợ bên cạnh mắng. Nãy ngồi học anh dám giơ tay đúng không? Tối về là chết. Rồi. Không sao cũng được mà phải thế nào cả nhà? Nhất định phải. Nhất định phải. Nhất định phải. Đúng rồi. Đọc to hơn là nhất định phải. To hơn nhất định phải. Rồi hai phải, nhất định phải được. Mục tiêu này là những thứ mà chúng ta mong muốn và khát khao đó. Mục tiêu là những thứ mà chúng ta khao khát đó, mong muốn sẽ có nó.
cho dù chúng ta là ai, cho dù chúng ta đang như thế nào. Trong mọi thời điểm, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đều phải có mục tiêu. Có rất nhiều người giàu rồi lại nghèo, có không cả nhà? Vì sao giàu xong lại nghèo? Vì sao giàu xong lại nghèo? Có ai đã từng như vậy trong quá khứ chưa? Kiếm được rất nhiều tiền rồi sau đó không thể kiếm được nhiều như vậy nữa. Sau đó tiền nó vơi đi dần. Vì sao? Bởi vì khi đó chúng ta cảm thấy đủ rồi. Mình đủ rồi. Và không đi theo những thói quen để làm cho mình giàu hơn nữa. Đúng không? Ngày xưa nghèo thì khao khát, lỗ lực, chăm làm lắm, tất cả mọi thứ nhiệt huyết lắm. Nhưng có tiền một chút cái bắt đầu là thả lỏng rồi, nghỉ ngơi này, đúng không? Xả xì chét liên tục, du lịch khắp nơi mọi xó liên tục. Không muốn làm nữa, nghĩ mình là người siêu giàu rồi. Đấy, không làm nữa, để cho mấy cái thằng ở ngoài kia nó cạnh tranh đi. Nói chung mình cứ như kiểu một bậc giác ngộ rồi. Viên mãn. Sau 3 năm viên mãn ấy, cuối cùng là gì ạ? Viêm túi. Thế là giác ngộ xong lại chuyển quay trở lại cái gì? Hoàn tục. Nhiều bác giàu lên cạo hết đầu, có không? Bạn cứ để ý với tôi xem. Mấy ông đầu trọc cứ giàu lên cái cạo hết đầu. Trí tuệ lên cao mà, suy nghĩ nhiều thứ ghê lắm. Xong vài bữa thôi lại hoàn tục ngay, tóc lại mọc đầy. Thế bạn thấy ông nào mà tóc mọc thì ông ấy hoàn tục rồi. Tức là cuộc sống nó vừa trải qua một vài biến cố. Đấy là thực tế đấy. Bạn cứ để ý nhá, phong cách hay là mốt gì tôi không biết. Cứ giàu lên cái cạo đầu luôn. Đấy là trường phái. Thế thì ở đây ai đó đang gọi là có điều kiện rồi, thì chúng ta cũng phải liệu, cũng phải nhìn trước những cái bài học như vậy, để chúng ta nhìn thấy được rằng khi chúng ta dừng lại, tức là đứng yên đấy, đó là khi chúng ta đang bắt đầu thụt lùi. Rõ ràng không? Bởi vì xã hội vẫn cứ tiến lên, bởi vì trái đất vẫn quay, bởi vì thời gian vẫn chạy, xã hội thay đổi liên tục. Mình đứng im một chỗ là mình đang đi thụt lùi. Và cái hậu quả của việc thụt lùi không nhìn thấy ngay, nhưng nó đến dần dần và đến một điểm nổ một cái mình không còn gì. Chuẩn không? Cho nên muốn làm giàu thì không phải tất cả mọi người ngồi đây đều giàu hết được. Nó sẽ có những nhân vật gọi là cực kỳ khét, chiến đấu cực kỳ kinh khủng sẽ giàu. Và nhân vật đấy sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Và sẽ thấy vì sao những cái người tỷ phú, những người giàu già thế vẫn làm, vẫn suốt ngày tiền tiền bạc bạc. Vì sao vẫn làm? Vì sao cả nhà? Vì sao tỷ phú càng ngày càng giàu hơn? 20 ông tỷ phú top đầu cầm 90% lượng tài sản của cả hành tinh này. 90%. Còn lại thì chỉ nắm giữ được bao nhiêu ạ? 1%. Bạn thấy kinh chưa? Đôi chục ông mà cầm đến 90% tài sản của quả đất. Nó ghê. Và vì sao người ta giàu vậy? Người ta vẫn cứ tiếp tục làm nữa. Vì sao? Vì sao? Bởi vì ngừng lại là mất tật. Thuyền lớn thì sóng lớn. Thế cho nên là để có thể kiếm được hàng nghìn tỷ đồng, hoặc đơn giản là kiếm được hàng tỷ đồng mỗi tháng, mỗi năm, thì quy mô của công việc đấy nó cũng phải lớn tương tự, đúng chưa? Chi phí, tất cả mọi thứ đi theo nó, cuộc sống đều là những chi phí rất lớn. Và chỉ cần bạn ngừng lại một chút thôi thì sao? Người có tiền tỷ thì sẽ chi tiêu theo kiểu tiền tỷ, sẽ làm ăn theo kiểu tiền tỷ, tất cả mọi thứ nó thấy cân bằng hết mà. Chứ bây giờ ông có rất nhiều tiền mà ông chi tiêu như một người nghèo, tằn tiện khó lắm, không có đâu. Nhiều tiền lên một cái là bắt đầu sướng. Chỗ A, bây giờ trong tài khoản của mình tự nhiên cộng tinh 2 tỷ làm gì?
Làm gì cả nhà? Khoái. Xong bắt đầu nào là quần áo, ô tô, nhà, đúng không? Đất, đi chơi, ôi giời ơi, nhiều lắm. Chỉ có 3 bữa này không thấy hoạt động nào nữa hết. Thì nếu là người ở tầm nào thì người ta sẽ chi tiêu theo kiểu ở tầm đó, không ngừng lại được đâu. Rồi, nghe hiểu không cả nhà? Chứ không phải là giàu rồi xong đến ngày nào đó không làm nữa là hết. Rồi, mục tiêu thì chúng ta có mục tiêu rồi thì chúng ta sẽ phải nghiêm túc theo đuổi nó. Rồi, thế mục tiêu của bạn là gì? Mục tiêu của bạn là gì? Viết xuống thử xem. Bạn muốn có điều gì trong 3 năm tới? Viết xuống nào. Bạn sẽ nghiêm túc theo đuổi điều gì trong 3 năm tới? Viết xuống. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.